Thưa quý vị, một tuần mới lại bắt đầu và chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của năm 2022 rồi. À, năm nay cũng là một năm rất đặc biệt. Khi mà phải bước sang tháng 12, người dân miền Bắc mới thực sự thấy đông về. Vâng, so với 2-3 năm trở lại đây thì các đợt rét trong mùa đông năm nay đến khá là muộn. Tuy nhiên đợt rét đầu mùa lại có cường độ khá mạnh và rét đậm đã xảy ra trên diện rộng. Dự báo trong tháng 12, tần suất của các đợt gió mùa sẽ dày hơn, miền Bắc sẽ đón thêm nhiều đợt rét. Theo phân tích của cơ quan khí tượng, năm nay mùa đông đến đúng theo quy luật. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu mùa, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam yếu và chủ yếu lệch biển, ít làm thay đổi thời tiết đất liền. Đây là lý do khiến người dân miền Bắc cảm thấy mất mùa đông. Dự báo trong tháng 12, các đợt không khí lạnh sẽ liên tục bổ sung xuống nước ta. Sau ngày mùng 4 tháng 12 có thêm các sóng lạnh bổ sung xuống, đến giữa tuần lại có thêm không khí lạnh tăng cường khiến rét duy trì ở miền Bắc ít nhất một tuần tới. Giai đoạn chính đông ở miền Bắc là tháng 12, tháng 1 và tháng 2, trong đó các đợt rét đậm rét hại sẽ tập trung chủ yếu vào cuối tháng 12 và tháng 1. Thời gian mỗi đợt có thể kéo dài 2 đến 5 ngày, có đợt sẽ kéo dài hơn. Dự báo mức nhiệt thấp nhất ở vùng đồng bằng có thể giảm xuống mức 7 đến 10 độ, vùng núi từ 3 đến 6 độ, khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ, rất dễ xảy ra băng giá và mưa tuyết, tập trung nửa cuối của tháng 12 và trong tháng 1 năm 2023. Tết Nguyên đán năm nay trùng vào tháng 1 dương lịch nên rất có thể miền Bắc sẽ đón một cái Tết rét.